Bí đường Phan Văn Mãi kêu gọi dân góp tiền, tiền sẽ đi về đâu? Vào ngày 3 tháng 10, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, lên báo kêu gọi người dân mua trái phiếu để cùng thành phố làm đường sắt đô thị. Sài Gòn cần tới 36 tỷ đô la để làm 183 km đường sắt đô thị này. Được biết, nhà nước phát hành trái phiếu là hình thức vay tiền của người dân để làm các dự án công. Việc vay tiền của dân để làm dự án không phải là mới mẻ gì, sẽ với quốc gia nào cũng thực hiện. Tuy nhiên, với hệ thống công quyền của Việt Nam hiện nay, thì khi tiền lọt vào tay chính quyền của Đảng Cộng sản, chắc chắn sẽ bị xa xẻo không ít. Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên vẫn còn đó. Dự án này được phê duyệt lần đầu tiên vào năm 2007, được khởi công vào năm 2008 với tổng mức đầu tư ban đầu chỉ hơn 17.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến năm 2011, dự án được điều chỉnh lên tới 47.000 tỷ đồng, tăng thêm 30.000 tỷ đồng so với dự tính. Trong đó, vốn vay của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản là hơn 41.000 tỷ đồng, còn lại là vốn từ ngân sách thành phố. Tuy nhiên, dự án này đến nay vẫn chưa hoàn thành. Tính ra dự án đã kéo dài 17 năm mà chưa xong. Tất nhiên, việc chậm tiến độ bị đổ lỗi cho hàng trăm lý do có vẻ khách quan. Nhưng lý do thực sự là yếu kém của chính quyền thành phố. Họ đổ lỗi cho việc chậm giải phóng mặt bằng. Thế nhưng thực tế là chính quyền thu đất của dân giá rẻ như bèo thì làm sao người dân có thể hợp tác để mà giao đất cho thành phố. Đáng nói là các dự án bất động sản xung quanh tuyến đường sắt này được đại gia mua thông qua bàn tay của chính quyền, rồi xây dựng và bán lại với giá rất cao. Lấy đất của dân thì rẻ, làm dự án bán lại cho dân thì đắt đỏ, đã tạo ra bất công ngất trời. Chậm tiến độ đồng nghĩa với việc đội vốn đầu tư, tuy nhiên không hẳn số vốn đầu tư bị đội lên chảy hết vào dự án, bởi nếu vậy thì tiến độ dự án đã không bị chậm. Thực tế, chủ yếu vốn bị đội lên đã chảy vào túi quan tham, nhưng số tiền đội vốn ấy rồi cũng chính người dân phải gánh chịu bằng khoản nợ công chồng chất. Vốn cho dự án đường sắt Bến Thành - Suối Tiên được vay ODA từ Nhật Bản, nhà thầu Nhật thực hiện dự án và vướng vào hai vấn đề khiến dự án chậm tiến độ. Thứ nhất, chính quyền không giao mặt bằng theo tiến độ. Thứ nhì, chính quyền thanh toán chậm. Hai yếu tố này làm cho sự yếu kém của chính quyền Cộng sản mà ra. Hiện nay, nguồn vốn ODA đã cạn dần, những nước giàu cũng tỏ ra ngao ngán, không còn muốn cho chính quyền tham nhũng của Việt Nam vay tiếp nữa. Mà không vay được của nước ngoài thì lại tìm cách vay của dân. Nhưng đến chính quyền Nhật Bản còn không ép được chính quyền Việt Nam thực hiện nghĩa vụ tài chính một cách tử tế, thì làm sao người dân Việt Nam có thể buộc được họ phải thực hiện đúng cam kết như ban đầu. Quản lý giỏi như người Nhật còn không ngăn được sự phàm ăn của giới quan chức cộng sản, thì làm sao người dân có thể ngăn cản cho được. Chính quyền vay tiền của dân đưa ra lý do là làm đường sắt đô thị, nhưng thực chất đường sắt đô thị chỉ là cái cớ để quan tham xà xẻo. Dự án đường sắt Bến Thành - Suối Tiên do Nhật Bản cho vay và thi công mà sau 17 năm vẫn chưa xong. Vậy dự án sắp tới không bị ràng buộc bởi yếu tố nước ngoài thì làm bao nhiêu năm mới xong đây? Quản lý yếu kém và tranh ăn là hai lý do khiến cho mọi dự án công đều thất bại hoặc bị đội vốn lên khổng lồ. Dù là tiền vay nước ngoài hay tiền vay trực tiếp của người dân thì kết quả nhân dân cũng phải gánh chịu món nợ này. Ở các thể chế dân chủ, công trình công ích là để giúp dân làm đẹp bộ mặt quốc gia. Còn Việt Nam, những công trình này là cơ hội cho quan đầy túi và nhân dân thì gánh nợ đầy mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Bí đường Phan Văn Mãi kêu gọi dân góp tiền, tiền sẽ đi về đâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Tô Lâm gặp khó, cơ hội cho nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh lấy lại những gì đã mất. Nếu làm Tổng Bí thư kiêm nhiệm Chủ tịch nước, ông Tô Lâm có thêm sức mạnh với chính sách ngoại giao. Đây cũng là cơ hội để mà Tô Lâm lấy lòng Bắc Kinh. Tuy nhiên, nếu chỉ giữ chức vụ Tổng Bí thư, ông sẽ bị hạn chế hơn trong việc thể hiện chính sách ngoại giao
do ông chỉ đạo và mong muốn. Phe quân đội nắm chức chủ tịch nước sẽ là ẩn số, bởi nếu phe này đoàn kết thì họ có thể giành thế thượng phong trước phe công an. Trong quá khứ, phe quân đội được cho là không đoàn kết, không có nghĩa là trong tương lai họ cũng không đoàn kết. Sau khi Tô Lâm lên nắm quyền, các phe phái khác nhau đều cảm nhận được sự ngột ngạt dưới sự cai trị của ông ta. Biết đâu vì vậy mà các phe trong quân đội sẽ lại gác mâu thuẫn nội bộ để mà đoàn kết thì sao đây? Nếu phe quân đội nắm giữ một tứ trụ và Bộ Quốc phòng, lúc ấy không phải Tô Lâm muốn làm gì cũng được. Khi đó quyền lực phe công an sẽ bị thế lực khác cân bằng. Chiếm được ghế Tổng Bí Thư chỉ trong vòng vài tháng đảo chính mềm ngắn ngủi, nhưng sau đó Tô Lâm mới thấy sự thiếu hụt nhân sự cho những vị trí quan trọng mà ông ta đang cần nắm giữ. Xem ra việc thiết lập thế thượng phong cho nhóm Hưng Yên đang gặp một thử thách rất lớn và nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến quyền lực của Tô Lâm trong thời gian tới. Dù muốn hay không thì Tô Lâm cũng phải để ghế thường trực Ban Bí Thư cho thế lực khác, bởi thế lực Hưng Yên không có khả năng chám vào đây. Trong Ban Bí Thư cũng vẫn còn hai ủy viên Bộ Chính trị thuộc nhóm Nghệ An, hai ủy viên thuộc nhóm Hà Tĩnh. Nếu Nghệ An và Hà Tĩnh liên minh, họ có đến 4 ủy viên Bộ Chính trị trong Ban Bí Thư, là con số áp đảo so với nhóm Hưng Yên mới được lập ra của ông Tô Lâm và đưa vào đây. Từ trước khi làm Tổng Bí Thư, ông Tô Lâm đã cho đánh mạnh vào Phan Đình Trạc bằng cách cho bắt Nguyễn Văn Yên là cấp phó của ông Phan Đình Trạc. Tô Lâm cũng cho tấn công một công ty cây xanh Công Minh mà theo nguồn tin nội bộ cho biết là sân sau của ông Trần Cẩm Tú. Tuy nhiên đến bây giờ đã qua nhiều tháng, hai vụ án trên vẫn dậm chân tại chỗ. Tô Lâm vẫn chưa hạ được hai nhân vật hàng đầu của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh này. Xem ra để đánh gục Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú là khó hơn đánh Vương Đình Huệ rất nhiều. Cỏ dại nếu không nhổ được thì nó sẽ phát triển rất nhanh. Đấy chính là quy luật tự nhiên. Trong Ban Bí Thư, nếu ông Tô Lâm không nhổ được hai nhân vật hàng đầu của nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh thì chắc chắn họ sẽ tìm cách ngoi lên ngay tại nơi được xem là ngôi nhà riêng của ông Tổng Bí Thư. Sắp tới đây rất có thể ông Lương Cường sẽ chuyển từ ghế thường trực Ban Bí Thư sang ghế Chủ tịch nước. Trong khi đó, nhóm Hưng Yên không có ai đủ khả năng để mà thay thế, thì đấy là cơ hội lớn cho hai nhân vật hàng đầu của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện nay, các nhóm có lực lượng được xem là mạnh hàng đầu của Bộ Chính trị, đó là Hưng Yên, Nghệ An, Hà Tĩnh. Mỗi nhóm đều có hai ủy viên Bộ Chính trị. Tuy nhiên, số ủy viên Trung ương Đảng của nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh thì đông gấp đôi so với nhóm Hưng Yên. Như vậy, nhân sự của nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh dồi dào hơn nhân sự của nhóm Hưng Yên rất nhiều. Ở Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới đây dự kiến diễn ra vào năm 2026, nếu không cẩn thận có thể số ủy viên Bộ Chính trị của hai nhóm này sẽ vượt lên nhóm của phe Hưng Yên, mong Tô Lâm là người đứng đầu. Sau khi Vương Đình Huệ ngã ngựa, cơ hội vẫn chưa hết cho nhóm Nghệ An, thậm chí nhóm này còn có khả năng hồi sinh mạnh mẽ hơn. Nhóm Hà Tĩnh cũng đang phát triển rất tốt, mặc dù mới đây ông Đặng Quốc Khánh đã bị loại ra khỏi vũ đài chính trị. Tuy nhiên, nhân sự của nhóm này vẫn còn rất đông. Đặc biệt là Trần Hồng Hà, khả năng cao sẽ vào Bộ Chính trị ở khóa sau. Tóm lại, Tô Lâm thì đang gặp khó, và đây chính là cơ hội rất lớn cho nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh trỗi dậy, lấy lại những gì đã mất. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Tô Lâm gặp khó, cơ hội nhóm Nghệ An, Hà Tĩnh lấy lại những gì đã mất. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.